thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Châu đã hoàn thành sửa chữa, xây mới 260 nhà ở, qua đó giúp các hộ an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông Tưởng thuộc diện hộ nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định. Ngoài số tiền 40 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, 4 triệu đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, ông Tưởng vay mượn thêm từ ngân hàng chính sách để xây dựng căn nhà này. Trước kia nhà tôi cũ nát rạch, sách nát hết, mưa bão về là không có chỗ ở. Đến bây giờ nhà nước, đảo nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi làm nhà tôi cũng xoay sở thêm một ít tiền là làm thêm cái nhà. Thuận Châu là một trong hai huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Theo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, toàn huyện có 1.128 hộ được hỗ trợ nhà ở, trong đó làm mới 896 nhà, sửa chữa 232 hộ. Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cái hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các đối tượng ở hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở là một cái chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Hy vọng rằng là trong cái giai đoạn tiếp theo thì mong muốn được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến các hộ gia đình trên địa bàn của tỉnh Sơn La cũng như huyện Thuận Châu. Trên tinh thần xác định đúng đối tượng thụ hưởng, vận dụng linh hoạt thêm các nguồn vốn xã hội hóa, kể từ khi triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát theo các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, huyện Thuận Châu đã hoàn thành hỗ trợ cho 303 hộ dân có nhà ở kiên cố, vững chắc. Đến thời điểm hiện nay thì huyện đã triển khai đến xóa khoảng 30% nhà rột nát trên địa bàn. Và chúng tôi phấn đấu là đến năm 2025 là sẽ xóa toàn bộ cái nhà rột nát cho nhân dân. Và đồng thời như vậy thì huyện Thuận Châu cũng sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền là đưa ra khỏi diện huyện nghèo. Những căn nhà mới hoàn thành đã giúp những hộ nghèo khó khăn về nhà ở yên tâm, ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, vươn lên phát triển kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.